phụ huynh, các em học sinh và quý đối tác. Nhân dịp đầu năm mới Xuân Mậu Tuất năm 2018, tôi thay mặt toàn thể nhân viên công ty tư vấn du học BSC xin gửi lời đến toàn thể quý phụ huynh, quý học sinh và quý đối tác lời tri ân chân thành nhất và chúc mừng năm mới. Năm 2017, bên cạnh sự phấn đấu làm việc không mệt mỏi của toàn thể cán bộ nhân viên công ty du học BSC, với sự tín chọn và ủng hộ của quý vị đã giúp cho BSC ngày một khẳng định vị thế trên thị trường giáo dục Việt Nam. Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục, BSC luôn dành cả tâm huyết định hướng tương lai cho học sinh theo định hướng tốt nhất. Trong năm 2017, BSC đã thành công rất nhiều visa du học, du lịch cho học sinh, phụ huynh đi các nước Úc, New Zealand, Canada, Singapore, hiện thực hóa được giấc mơ du học của học sinh và sinh viên Việt Nam. Đó cũng là niềm tự hào, niềm vui và hạnh phúc của toàn thể nhân viên công ty du học BSC. Chân thành cảm ơn sự tín nhiệm, hợp tác và ủng hộ của quý khách hàng luôn dành cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng công ty tư vấn du học BSC luôn đồng hành cùng quý đối tác, quý phụ huynh và các em học sinh trên con đường phát triển bền vững và định hướng tương lai. Trân trọng kính chào.